Vì sức khỏe cộng đồng, cách loại bỏ độc tố ở măng tươi. Măng tươi là món ăn rất được ưa thích, sử dụng để xào, nấu canh, ăn kèm với bún, phở, vân vân. Măng tươi chứa ít ribis, đường, chất béo, nhưng lại chứa nhiều chất xơ, giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, độc tố trong măng, đặc biệt là măng tươi, có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong trong vài phút hoặc vài giờ sau khi ăn nếu chế biến không đúng cách. Thứ nhất có thể gây ngộ độc, để an toàn khi mua măng về, cần luộc kỹ trước khi chế biến và giúp loại bỏ các phụ gia thực phẩm. Đẩy măng vừa loại độc tố trong măng, măng luộc không kỹ có thể gây ngộ độc cấp với biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Trường hợp nặng có thể tử vong, ngay cả khi đã luộc kỹ. Dùng món măng thường xuyên có thể gây ngộ độc mãn tính, khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, yếu. Nguyên nhân là trong măng tươi có hàm lượng stearic rất cao. Khi ăn dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, stearic biến thành acid stearic HCN là một chất cực độc với cơ thể. Trẻ em, người già yếu dễ nhạy cảm với độc tính của nó. Trong 100g măng tươi chưa luộc có đến 32-38mg HCN. Ở măng tươi đã luộc kỹ, lượng chất này còn 2,7mg. Đối với măng tươi ngâm chua là 2,2mg. Ở măng tươi ngâm chua đã luộc kỹ là 10mg. Với liều 50-60mg vào khoảng 200g măng tươi chưa luộc, HCN sẽ gây tử vong, bắt đầu với các triệu chứng khó thở, mất chi giác, liệt cơ, co giật, ngừng thở. Cách loại bỏ độc tố trong măng. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng măng tươi, có thể áp dụng những cách khử độc sau đây. Bóc hết bịa lá, vỏ măng, rửa sạch đất cát, rồi có thể cắt thành lát mỏng hoặc xé thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm. Cho bớt đi rồi rửa lại. Trước khi chế biến thành các món ăn, măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ vào nồi, nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2-3 lần. Sau đó, mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là ăn được. Thay nước gạo thường xuyên 2 lần trong một ngày, hoặc luộc nhiều lần qua nước sôi, rồi xả lại bằng nước sạch, đến khi nào măng mềm, nghĩa là chất đắng đã được loại bỏ, lúc đó mới đem chế biến món ăn. Bóc vỏ, cắt thành từng lát nhỏ, bỏ thêm lá, rau ngót, rồi vào cho vào nồi luộc qua một lần. Khi măng đã chín, chắt hết nước đi, rồi đổ nước lạnh vào, vớt bỏ lá rau ngót và xả lại với nước lạnh một lần nữa là có thể đem chế biến món ăn. Măng tươi kể cả vỏ, rồi xếp gọn vào thành nồi, cho thêm một vài trái ớt đã bỏ hạt, cho nước gạo vào ngập hết măng, đun lửa vừa. Khi thử thấy măng mềm thì tắt lửa, chà măng nguội, vớt ra lột vỏ rồi xả lại vài lần bằng nước sạch, măng sẽ không còn vị đắng và có thể đem chế biến món ăn. Trong quá trình luộc măng, khi nồi măng sôi cần mở vung nắp để đẩy hết chất độc có trong măng sẽ thoát ra ngoài, và những măng tre có màu trắng hoặc vàng bất thường hoặc có mùi lạ, dấu hiệu của mùi lạ hoặc măng có được ngâm hóa chất thì nên loại bỏ và không nên sử dụng. Người có dấu hiệu sau: người có dấu hiệu sau cần nói không với măng tươi. Vốn là thực phẩm được nhiều người yêu thích, nhưng măng tươi là một số tác hại rất nguy hiểm đối với một số đối tượng khi ăn. Theo tài liệu của Cục An toàn Thực phẩm, trong măng tươi có hàm lượng stearic rất cao, khoảng 230mg trong 1kg măng củ. Khi ăn măng phải có chứa nhiều stearic dưới tác động của enzyme đường tiêu hóa, stearic biến thành acid
HCN là một chất cực độc với cơ thể. Hơn nữa, glycosid có trong măng tươi là chất có khả năng biến đổi thành axit cyanuric, gây độc hại cho cơ thể khi sử dụng. Những người ăn phải măng nọc thường có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn hô hấp, khó thở. Tuy nhiên, không nên vì thế mà sợ ăn măng. Axit cyanuric hòa tan trong nước dễ bị bay hơi khi đun nóng. Vì vậy, để an toàn khi ăn măng tươi, cần chú ý kỹ bằng cách luộc đi luộc lại. Lưu ý, sau mỗi lần luộc, cần loại bỏ nước, rửa lại bằng nước sạch sau 2-3 lần mới chế biến. Làm như vậy, mục đích để axit cyanhydric hòa tan trong nước luộc, nước rửa và bay hơi theo măng. Măng còn lại ăn vừa ngon vừa không còn chất độc. Người có dấu hiệu bệnh sau đây tuyệt đối nói không với măng. Người bị đau dạ dày. Bệnh đau dạ dày dễ bị tái đi tái lại. Vì vậy, cần kiêng cữ khá nhiều trong việc ăn uống, ngay cả sau khi đã chữa trị. Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân đau dạ dày đang uống thuốc chữa đau dạ dày không nên ăn măng, bởi hàm lượng axit cyanhydric trong măng cũng là chất có hại cho dạ dày, khiến bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ hai, người bệnh gút. Khi bị bệnh gút, bạn cần phải cẩn trọng với chế độ ăn uống vì có thể làm tăng lượng axit uric trong máu, làm bệnh gút trở nên trầm trọng hơn. Các loại thực phẩm có độc tố tăng trưởng nhanh như măng tre, măng trúc, măng tây sẽ làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể. Vì thế, bệnh nhân gút cần tránh. Người bị bệnh thận. Bệnh thận đôi khi là do vi khuẩn Streptococcus gây nên, nhưng thông thường là do những bệnh ảnh hưởng đến thành mạch máu, làm tổn hại đến thận, như bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường. Khi bệnh thận, chế độ ăn uống cần chú ý đặc biệt. Măng tây, măng tre là thực phẩm giàu canxi, không có lợi cho bệnh thận và suy thận. Phụ nữ mang thai, tuy là món ăn khá phổ biến và được nhiều người yêu thích, nhưng đối với bà bầu, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá nhiều, nhất là trong quý đầu. Bởi trong những tháng đầu thai kỳ, do chưa thích nghi được với thay đổi của cơ thể và bị ốm nghén, hầu hết các mẹ thường không được ăn nhiều. Trong khi đó, măng chứa nhiều chất xơ, ăn nhiều dẫn đến no lâu, đầy hơi. Hơn nữa, nếu chế biến măng không cẩn thận, dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc rất nguy hiểm cho bà bầu và thai nhi trong bụng. Cách chế biến và ăn măng an toàn. Nhiều người đã sai khi nghĩ rằng măng là một trong những đồ ăn vô bổ, thậm chí ăn nhiều sẽ rất máu. Thực tế, đây là một trong những loại thực phẩm rất có giá trị, có thể ăn thường xuyên với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, nếu ăn cần lưu ý làm sạch những độc tố như sau: mua măng tươi hái về đem bóc vỏ để nguyên hoặc có thể cắt nhỏ, cho vào nước luộc đi luộc lại 2-3 lần. Mỗi lần luộc nên xả lại bằng nước sạch. Mang măng đã luộc ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày, phải thay nước gạo thường xuyên 2 lần trong một ngày để tránh hiện tượng nước gạo ôi thối ngấm vào măng, sau đó có thể đem nấu các món ăn. Lưu ý, trong khi luộc măng nên mở vung cho chất độc bay hơi. Trong trường hợp măng có màu trắng và bất thường có mùi hôi thì không nên sử dụng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh, like, comment và chia sẻ cho nhiều người, cũng như để ủng hộ mình và để đón xem những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.